Tiếp tục về lô bò mới anh chị, bữa nay ngày 24 tây tháng 11 2022 anh chị. Em có về lô bò mới á. Chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con với ngé đực với bò cái tơ, cái thịt cái liên hệ trực tiếp giùm ra bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Đây, bây giờ lượng bò cũng khá là đông anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt trực giọt cái alo của em ha. Đây, ăn rất là mạnh ha anh chị. Đây một cặp mini ha. Đây, rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái liên hệ trực tiếp giùm ra bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về cắt tỉnh nha anh chị. Đây, em đang có chuyến xe về cắt tỉnh ha. Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, An Giang, Sóc Trăng ha. Đây, rất là đông ha. Đồng Tháp, Vĩnh Long ha anh chị. Em đang có chuyến xe về Bến Tre anh chị, Chợ Rạo ha, Cây Lậy anh chị. Em đang có chuyến xe về Cây Lậy á. Anh chị nào có nhu cầu bắt bò alo trực tiếp giùm đồ Hành Trung giúp em anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về Củ Chi anh chị, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước anh chị, đây Bù Đăng, Bù Đốt anh chị ơi. Em đang có chuyến xe về Đồng Nai ha. Anh chị nào có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm em để em ghép xe đi anh chị. Em về lượng bò cũng đông lắm anh chị ơi. Mong cô chú anh chị ủng hộ trại bò Hành Trung giúp em ha anh chị. Đây, con cỏ rất ok anh chị. Đó. Số 1 anh chị, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 1 hai con được kem F2 liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Đây, có con đầu tiên là chiều cao yếu 90 anh chị, con sau là 90 phân trở lên ha. Đây, cái con số 1 là yếu 90 phân anh chị, 8 mấy phân ha, con sau là 90 phân anh chị. Đây, cặp đực ha. Đây, cặp bò này giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài cặp đực F2 liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị. Đây, cặp bực rất là đẹp anh chị, dòng 2 ha, giá 17 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mà đực mà nhỏ nhỏ pin pin thì cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Mã số 1, giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Đây, rất là sai anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em. Em đang giao xe bò cho khách cho lái anh chị. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em ha. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 1 alo giùm em. Hai con đực kem ha. Giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà gần xa mà có nhu cầu mà ghép xe cái alo trực tiếp giùm em ha. Đây, rất là to bò ha anh chị. Đây, em quay chi tiết cho anh chị xem ha. Đứng rất là xa ha. Hai con dòng 2 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Đây, hai con giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi anh chị. 17 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài alo giùm em. Mã số 1, giá tại chuồng em là 17 triệu rưỡi. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng rất là ok ha anh chị. Dàn mặt rồi. Mặt bư không ha anh chị. Đây, rất là đẹp bò ha. Đó. Cái này là lông máu anh chị. Cái lông máu đang rụng nè, anh chị nhìn biết ha. Đây, rất là đẹp bò, lông máu ha. Nó đang rụng á. Em đứng xa xa cho anh chị nhìn hết con bò ha. Giá chỉ 17 triệu rưỡi anh chị, mã số 1. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Giá 17 triệu rưỡi, mã số 1 ha. Mặt rất là đẹp bò ha anh chị. Đây, rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt. Bò này là nói chung là không còn gống ghiếc gì anh chị. Cặp bò này là cặp bò xanh đôi nha anh chị. Em nói cho anh chị biết luôn, cặp bò này bò xanh đôi ha. Con mẹ nó là đẻ hai con rồi nó lùm bụi tỏi anh chị. Chủ nuôi sữa mà tới ba lớn vậy luôn ha anh chị. Tại vì nó đẻ không ra mình ta lôi á chị, đẻ hai con anh chị thấy mặt giống như gan không? Đó. Em quên nói cho anh chị biết ha. Cặp bò này là xanh đôi ha anh chị. Nó đẻ con nói chung là 9 10 con anh chị. Con sau là 10, con trước là 9 á. Em đo khoảng 8 luôn đi. Hai con này là nói chung là không còn gống ghiếc gì nữa anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Mã số 1, giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi. Tiếp tục mã số 2. Đây, em tiếp tục mã số 2 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 2 liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Em xô một cặp đực ba bê lỡ anh chị. Bò này luôn tầm khoảng 8 tháng 9 tháng anh chị. Đây, cái con bò này chiều cao là trên 1m1 hết anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài được ba bê lỡ cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cái con trước thì nó nhỏ hơn con sau anh chị. Đây, nhưng mà em xô một cặp cho anh chị ha. Đây, rất là đẹp bò anh chị. Đây, rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt cặp bực lỡ này, giá tại chuồng của em là 31 triệu 500 ngàn anh chị ơi. Giá 31 triệu 500 ngàn. Đây, lưng mông là cực kỳ to ha anh chị. Đây, anh chị thấy nó lỡ luôn anh chị. Đây, pin lực ha, lâu lâu mới được cặp lỡ được 3B ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, cặp bực lỡ này cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá chỉ 31 triệu 500 ngàn ha cô anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài bò cứ liên hệ trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Đây, rất là đẹp ha anh chị. Đây, rất là to bò. Đây, rất là bự bò anh chị. Hai con ba bê ha. Đó, rất là bự bò. Đây, rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài mẹ một con, lộn cặp ra được cho liên hệ trực tiếp giùm em. Liên hệ trực tiếp giùm em anh chị.
hai con bb lở ha. Chiều cao em đo ước lượng được là trên 1m1 hết anh chị. Bò lở nha, con này luôn tầm khoảng 9 tháng bò trở lên anh chị. Mông rất là siêu khủng anh chị. Đây, lưng quai là rất là đẹp anh chị. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha. Giá chỉ 31.500.000 tại chuồng anh chị, mã số 2 ha. Mã số 2. Cặp được lở ha, giá 31.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài alo giùm em ha. Cái con này rất là to anh chị. Đây, con này rất là to ha, xương sóc đứng thẳng gẳng anh chị. Rất là đẹp bò ha. Cái chỗ này là nó có cọ cái cổng anh chị. Cái chỗ mà cái trầy trầy cái trên là cái cổng đó anh chị, cọ nó trầy ha. Lưng quay là hở hết anh chị. Rất là hở anh chị. Đây, rất là đẹp bò. Đây, rất là to bự anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, mã số 2 cứ alo trực tiếp cho em anh chị. Bữa nay em về lượng rồi được cũng nhiều anh chị. Em về buổi sáng khách bắt hết trơn anh chị. Bây giờ nay em còn chỉ có tầm về 4 con à. Giá cũng tầm trung hết. Giá chỉ 31.500.000 anh chị. Đây, con bên đây là nó lỡ bò luôn anh chị ơi. Lỡ luôn ha. Con đó mẹ Pháp đẻ ra ha, con này mẹ Good đẻ ra anh chị. Cái mặt nó khác ha, mặt kia mặt vuông. Đó. Rất là đẹp bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 2 cái alo trực tiếp giùm em ha. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang. Anh chị. Em đang có chuyến xe về An Giang anh chị, Cần Thơ anh chị. Em đang có chuyến xe về Đồng Tháp anh chị. Đây, rất là to bò ha. Xe Đồng Tháp anh chị, Vĩnh Long ha. Em đang có chuyến xe về Tiền Giang anh chị, Cây Lậy Tiền Giang anh chị. Em đang có chuyến xe đi về Củ Chi Bình Dương Tây Ninh ha. Em đang có chuyến xe đi về Bù Đăng Bù Đốp anh chị, với Đồng Nai ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị ơi. Mã số 2 giá tại chuồng em là 31.500.000 anh chị. Tiếp tục mã số 3 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mã số 3 mẹ con cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Đây, bò này sẽ mặt sẽ lưng đều chính hết anh chị ơi. Đây, con mẹ chiều cao là 1m2 bò ha anh chị. Con bò này đang lên giống ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài bò số lượng lớn liên hệ trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị ơi. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 17.500.000 anh chị. Bò chiều cao là trên 1m2 ha. Anh chị thấy không, dịch nó dính anh chị. Đây. Dính tè lè ọc le không vậy? Giá 17.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mẹ một con để tầm hai lứa cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con bò này rất là cao anh chị, cao to ha. 17.500.000. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị. Bò này đúng yếm lòng thòng ha. Xương sóc đứng ok lắm anh chị. Mẹ một con với giá 17.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài á, alo trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ anh chị. Đây. Bò rất là to bò anh chị, màu vỏ huyết rất là đẹp ha. Đây, giá chỉ 17.500.000 anh chị. Em đang có chuyến xe về Củ Chi anh chị. Củ Chi, Bình Phước, Bù Đăng, Bù Đốp anh chị. Bình Dương ha. Em đang có chuyến xe về Đồng Nai anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm Trà Bòn Hành Trung giúp em anh chị ơi. Con bò lên giống tà le luôn anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha. Đây, anh chị thêm dịch nè anh chị. Bây giờ tối rồi cho nên em quay clip không kịp ha. Không có giao tin được ha anh chị. Đây, rất là to bò ha anh chị. Đây, con bò này chiều cao là trên 1m2 bò ha anh chị. Rất là bự bò ha. Về thì nói chung là cũng chưa có ăn uống gì hết anh chị, cho nên em quay em bán luôn ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt mẹ một con, mã số 3 có liên hệ trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị ơi. Rất là to, cao dài đòn ha anh chị. Giá 17.500.000. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo giùm em ha. Nghe cái anh chị. Đây. Mặt mày rất là sạch anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng ha. Bò này không tật lỗi anh chị. Đây. Bò này sẽ mặt sẽ lên đều chính hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài cứ alo giùm em ha. Giá 17.500.000, bò đang lên giống ha. Đây. Cô chú anh chị về bỏ nước nước sau mình gieo ha anh chị. Đây anh chị xem cái dịch nó dính nè anh chị. Không kịp quay, không kịp mà mình gieo tinh luôn anh chị. Anh chị thấy không? Lên cực kỳ mạnh luôn ha anh chị. Đó. Những quốc dính tùm lum hết trơn nè. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha. Giá 17.500.000, mẹ một con giá 17.500.000, mã số 3 ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài á, cứ alo trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị ơi. Đây, con mẹ nó to nó bự anh chị. Để đi xa cho anh chị xem ha. Đây. Giá 17.500.000 anh chị. Mã số 3, giá 17.500.000. Mẹ một con mẹ sim anh chị, nghe cái kem ha, giá 17.500.000. Đây, mặt nó ngỉnh ngỉnh lên. Đây, rất là to bò ha. Tướng đứng thẳng gẳng rất là đẹp anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài cái alo trực tiếp giùm em ha. 4 anh chị, cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 4 liên hệ trực tiếp giùm Trà Bòn Trung giúp em anh chị ơi. Bò này chiều cao là tầm khoảng 1m2 bò anh chị, đo giữa lưng ha, dính nghe cái cực kỳ mắc sữa anh chị. Bò này em đo giữa lưng là 1m2 bò mới để lỗ đầu ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Mẹ một con giá tại chuồng của em là 17.500.000 anh chị. Giá 17.500.000, cô chú anh chị nào nhanh tay bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Bò này là chưa lên giống anh chị, con nó ú lù anh chị nhìn coi nè. Bò này sái mặt sái lưng thì ok anh chị. Đây, đều chính hết ha. Đây con xương sóc đứng thẳng gẳng.
Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp dùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Đây, xương sóc đứng ok anh chị. Đó, rất là đẹp bò ha. Đang bú con mày bắt sữa lắm anh chị. Em bắt cái chuồng này là cái mã số 3 luôn anh chị, bắt mấy con luôn anh chị. Chứ cái một con em mang vô tinh luôn là chung một chủ luôn anh chị ơi. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo em ha. Bò này nói chung là chủ thiếu cỏ thiếu gom. Nói chung là hai ngày nó không có ăn luôn, ăn cỏ ăn gom luôn anh chị. Chủ nó hết luôn á. Ăn chỉ dấp nhem thôi, không được nhiều anh chị. Mới để đứa đầu ha. Mẹ một con giá tại chuồng em là 17 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, alo trực tiếp giùm em ha. Đây, ở ngoài thì màu muối tiêu anh chị. Màu rất là đẹp ha. Cái màu nó hơi hồng hồng rất là đẹp. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng em là 17 triệu rưỡi ha. Cô chú anh chị nào mà gần xa mà có nhu cầu bắt bò cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Anh chị nào ở xa thì chờ em ghép xe đi 2 3 ngày, 3 4 ngày anh chị. Tại vì đoạn đường nó xa cho nên em đi em ghép từ từ anh chị. Còn cô chú anh chị nào mà cái lô bò nào em bán rồi á, tại vì cái kênh YouTube á là nó phải mình đăng hết bò mình gửi xuống được đâu anh chị. Anh chị mà có nhu cầu bắt bò á, mình coi cái ngày á, ví dụ mình muốn coi cái ngày bò này đó, là anh chị nhấn vô cái hình đại diện của em á là nó hiện thị lên cái ngày đó em đăng bán anh chị. Đó, còn mà cái khi em anh chị mà điện em tới cái em hết bò, cái anh chị mà nhận em là tại là không, em cũng không biết nói sao anh chị. Tại vì nói chung thì bán rồi thì em thì cô chú anh chị mua rồi thì em phải nói hết anh chị. Chứ em đâu còn bò đâu có bán được. Còn mà anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, nhưng mà hết hụt bò đó, anh chị cứ kết bạn Zalo với em, rồi bò em về liên tục, bò mới như vậy nè, cái em quay cho anh chị xem ha. Đây, em tiếp tục mã số 4 anh chị. Mẹ một con mã số 4, tại tuần em là 17 triệu rưỡi anh chị. Nghe coi con ngát cái anh chị, cực kỳ mắc sữa ha. Giá tầm trung anh chị ơi, anh chị nào đầu tư mà nuôi mẹ một con cứ alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Đây. Mặt mày rất là ok anh chị. Đây. Đó. Con này đẻ một lứa hoặc hai lứa anh chị ơi. Chắc tầm khoảng một lứa hoặc hai lứa. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, cứ alo giùm em ha anh chị. Con cực kỳ mát sữa luôn ha anh chị. Đây, anh chị xem con nó mát sữa nè anh chị. Đây, cái đất mặt đó nè. Cực kỳ luôn anh chị. Đó, vô hình của em thì nó không được bóng hung ha. Trái sữa thì chà bá bung ha anh chị. Bò này tàn sát lớn lắm anh chị ơi. Anh chị nên đầu tư mấy mẹ ăn con Pháp hay là sim này chứ mình nuôi ha. Không bao giờ lỗ, giá này là em bao lỗ anh chị á. Anh chị nói chung ơi, bắt con bò mày về lỗ. Bao nhiêu tiền em lên ha. Từ khi ngã ngang nó chết mới lỗ thôi anh chị. Đây, mẹ con mã số 4. Giá tại chuồng của em là 17 triệu rưỡi ha. Mã số 5 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xài mã số 5 mẹ một con cái đực á anh chị. Cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con bò này mẹ bô anh chị. Rúng yếm lòng tòng rúng dây cực kỳ đẹp ha. Con ngái đực anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 21 triệu anh chị. Bò này là em vô tinh rồi anh chị. Em giao tại chuồng em ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con đực giá 21 triệu cứ alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị. Con đực chà bá lửa anh chị. Bò này lên giống cực kỳ mạnh em gieo luôn anh chị. Lên giống mạnh lắm em gieo luôn á. Bò này sái mặt sái lưng đều chín hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con giá 21 triệu liên hệ trực tiếp giùm em ha. Anh chị xem nhằn cũng dày nè anh chị. Cực kỳ đẹp không anh chị? Đó, cực kỳ đẹp không? Đây, nó hơi nhát anh chị. Nó mới về nó hơi nhát ha. Đó, cũng cực kỳ đẹp ha. Giá tại chuồng của em là 21 triệu mẹ một con ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị ơi. Mã số 5. Giá tại chuồng của em là 21 triệu. Mẹ con ghé đực ha anh chị. Bò này em cấy nọc tại chuồng em rồi ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Bò nó mới về thì nó hơi nhát ha anh chị. Đây. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo giùm em. Giá chỉ 21 triệu. Đây. Mẹ một con giá 21 triệu anh chị. Hôm nay về tối quay nó bò nó cũng không được sáng mấy ha. Anh chị xem thông cảm giùm em ha. Đây, ngá đực cực kỳ to ha anh chị. Ngá đực tầm khoảng 1 mét bò trở lên ha anh chị. Bò là tầm khoảng 4 tháng anh chị, ba mấy 4 tháng rồi đó. Mà bò này em cấy nọc rồi ha, tại chuồng em. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, cứ alo trực tiếp giùm trại bò Hành Trung giúp em anh chị. Mã số 5. Giá tại chuồng của em là 21 triệu. Con mẹ bô cực kỳ đẹp ha. Bò này đẻ tầm khoảng 2 lứa anh chị. 2 lứa bò. Rất là ok anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ alo trực tiếp giùm em. Anh chị xem cái dàn cúng dây anh chị, cái màu nó rất là đẹp ha. Tại vì nó vô hình á, cái màu nó khác ở ngoài ha anh chị. Đó. Giá tại chuồng của em là 21 triệu mẹ một con ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, xài mẹ vào dòng bô nè, cứ alo trực tiếp giùm em nha. Mẹ một con giá tại chuồng của em là 21 triệu anh chị ơi. Đây, rất là to bò ha, đứng nó ngỏng ngỏng rất là bự bò. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ một con ghé đực cứ alo giùm em ha. Giá tại chuồng của em là 21 triệu mẹ một con ghé đực. Đây. Đó. Rất là đẹp không anh chị? Vô trong thì màu nó đậu quyết luôn anh chị ơi. Tại vì bằng giờ em quay nó cũng hơi chiều rồi, nó cũng không được rõ mấy ha. Giá 21 triệu tại chuồng em. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp về mã số 5 ha. Giá 21 triệu. Em bò này em cái tinh tại chuồng em anh chị. Số 6 anh chị. Em bắt cái chủ bò này là nói chung là mã mấy mã luôn là liên tục anh chị.
là một chung một chủ ha. Em tiếp tục mã số 6 ha. Cái con bò này là chữa 4 tháng rồi ha anh chị, em bao chữa anh chị ha. Anh chị có quyền về khám chữa thoải mái ha. Đây, con là nghe cái cực kỳ đẹp anh chị. Đây, cực kỳ đẹp không? Đây anh chị. Đây mẹ một con anh chị, giá chỉ 23 triệu anh chị ơi, mẹ một con nghe cái tà bá lửa luôn ha. Con bò này chữa lại 4 tháng rồi, em bao chữa anh chị ha. Cái con bò cái này nó có cái lỗi nhẹ, một cái là nó bị thòng ruột nhẹ nè anh chị, thấy không anh chị? Nó có xíu anh chị thấy không? Nó bị thòng ruột nhẹ ha. Nhưng mà nó sinh sản là bình thường ha anh chị. Đó, cái sừng da là lúc lắc ha anh chị. Bò này đẻ tầm 2 lứa bò ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ một con mang chữa lại 4 tháng, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con thì chà bá lửa luôn anh chị ơi. Con là gúng yếm lòng thòng ha. Con này anh chị để nái là không chỗ nào để đường phản anh chị, thấy da thường da lúc lắc không anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 23 triệu. Mã số 6 giá 23 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài cái alo trực tiếp giùm Trà Bò Trung giúp em anh chị ơi. Giá 23 triệu anh chị. Mã số 6. Cực kỳ đẹp anh chị, con nó muốn bằng con mẹ luôn anh chị. Nó đẻ con cực kỳ tốt không anh chị? Đây, con là cực kỳ tốt anh chị. Sừng da lúc lắc anh chị, bò đẻ 2 lứa bò ha. Đây, con thì quá trời win luôn anh chị ơi. Con chữa là em bao chữa chị 4 tháng ha. Anh chị có quyền bắt bò em về, có quyền khám chữa liền trong vòng 3 ngày ha. Còn anh chị mà để chừng 5 ngày, chừng 10 ngày, 20 ngày sau anh chị nói chung ơi, bò khám có chữa là em không chịu ha. Tại vì em có cái clip mà để em khám thai là có chữa. Em siêu âm kỹ sư Hiếu Kỳ ha anh chị. Anh chị cứ điện ngay cái thật kỹ sư đó giùm em ha. Còn anh chị tin tưởng em thì về khỏi khám, không chịu anh chị khám lại ha. Bò nào có chữa là bò có chữa anh chị, bao 4 tháng anh chị ha. Đây, mẹ một con giá tại chuồng của em là 23 triệu. Giá 23 triệu chữa 4 tháng anh chị, dính một con nghe chữa 4 tháng. Mẹ xin anh chị. Đây, cực kỳ to đẹp anh chị. Đây, con mẹ đây. Đó, có cái ruột nó thòng ruột nhẹ anh chị. Nó xuống gúng một tí ha. Sinh sản bình thường anh chị. Màu đỏ huyết anh chị. Đây, mẹ một con giá chỉ 23 triệu chữa lại 4 tháng bò. Đó, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Con thì nói chung là quá huyết anh chị. Anh chị nuôi thời gian con mẹ đẻ chữa ra bán mười mấy triệu thôi. Mình để nái con là lại rồi quá đỉnh luôn anh chị ơi. Con nó giờ cao lên độ tầm khoảng cả mét, gần mét mốt luôn anh chị. Nó to á. Con là 4 tháng bò anh chị. Còn bú nuôi con bình thường anh chị, cái sừng là lúc lắc anh chị. Giá tại chuồng của em là 23 triệu, mã số 6, giá 23 triệu. Đây anh chị xem con nghé con anh chị cực kỳ không anh chị. Đó, hết hồn con nghé không? Con mẹ này thì thấy to không? Hết hồn con không anh chị. Giá chỉ 23 triệu mẹ một con chữa lại 4 tháng anh chị. Có chữa lại 4 tháng giá 23 triệu. Mã số 7 anh chị. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 7 xài nghe cái liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Con mẹ này còn rất là mập ha anh chị. Em mới về nó hơi dính phân tí anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi anh chị ơi. Con mẹ đẻ tầm khoảng 2 lứa anh chị, dính nó kem nó hơi lông nó hơi sụt xù nè anh chị. Nó cũng rất lông máu anh chị. Con mẹ còn rất là mập ha anh chị. Em bán như giá thịt luôn anh chị ơi. Mẹ một con này giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mã số 7 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Giá 19 triệu rưỡi. Đây. Nghe cái anh chị, mẹ con nghe cái giá 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà đồng tiền ít á, mình đầu tư mẹ con thì mình nuôi ha anh chị. Bò này sẽ mặt sẽ lưng là ok anh chị. Đây cái sái con mẹ là ngay chỗ này ha anh chị. Ngay chỗ cái tay em để ha. Ngay chỗ này ha, biết là sái ngay cái bụng xuống anh chị. Đây. Bò kem thì nói chung là ít ai tính sái anh chị. Đây. Đó, con mẹ rất là to ha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt alo trực tiếp cho em ha. Mẹ một con mã số 7 19 triệu rưỡi. Đây rất là to ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con 19 triệu rưỡi liên hệ trực tiếp cho em ha. Phóng sò ha anh chị. Đây, dàn mặt cũng ok lắm anh chị ơi. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài mẹ một con liên hệ trực tiếp cho em ha. Con bò này chiều cao là trên mét mốt, yếu mét 2 anh chị. Mét mốt mười mấy anh chị. Bò lùng liền kem trắng F2 ha. Dàn thịt thì nói chung là đủ ký anh chị. Nói chung là em bán giá này bỏ dán bò thịt luôn anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài mẹ một con mà giá tầm chung chung cái liên hệ trực tiếp giùm em ha anh chị ơi. Đây, mẹ một con rất là sạch bò ha anh chị. Rất là sạch ha. Con rất là pin lực ha anh chị. Lông máu đang rụng ha anh chị. Vòng 2 thì bắt buộc nó phải rụng lông nó mới được như con mẹ đó anh chị. Đây. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Giá 19 triệu rưỡi anh chị. 19 triệu rưỡi, mẹ một con ha anh chị. Đây, mẹ còn rất là mập ha anh chị. Còn rất là mập. Rất là mập ha anh chị. Đó, con nó cứ thúng anh chị. Đó, giá 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu cần xài alo giùm em. Mẹ một con mã số 7 giá 19 triệu rưỡi. Đây, con mẹ con rất là bóng ha anh chị. Giá 19 triệu rưỡi. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xài đồng tiền ít mình nuôi mình để nái anh chị. Mình nuôi mẹ ăn con này là không bao giờ lỗ anh chị. À, cô chú anh chị hỏi sao rồi Trung ơi, sao không bắt con bò chữa
Tại vì mẹ ăn con trước mắt thì mình biết được cái mình đẻ ra ngoài là mình có con rồi anh chị. Mình cũng dễ mua bán anh chị. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng em là 19 triệu rưỡi anh chị. Rồi mình thấy con trước mắt gì là mình không sợ lời lỗ gì anh chị. Mình nuôi lớn lên mình bán thịt hay là con mẹ mập lên mình bán thịt vẫn có lời. Không thích nuôi mình vẫn bán vẫn có lời anh chị. Còn con bò chữa là đâu biết gì trong bụng nó lỡ đẻ không ra hay là nó bị tai nạn này kia là mình xong cò bông anh chị. Đây, mẹ một con tại chuồng em 19 triệu rưỡi. Tiếp tục mã số 8 anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài mẹ con mã số 8 nghe được liên hệ trực tiếp cho mẹ anh chị. Bò này đã hai lứa bò ha. Chín con nghe được cực kỳ to anh chị, cực kỳ mắc sữa ha. Giá tầm trung anh chị. Em bắt chung mã số 7 anh chị ơi. Thì theo mỗi con bò ha. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 20 triệu anh chị, giá 20 triệu anh chị. Bò này chiều cao là tầm 1m1 bò anh chị. Nó đang đứng gồng gồng nó xuống anh chị. Đây, cực kỳ to ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài mẹ một con giá 20 triệu liên hệ trực tiếp giùm trò bò trung giúp em anh chị ơi. Đây. Nghe được ha anh chị. Đó, sừng ok ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà cần xài alo giùm em ha. Đây. Cái con bò này là cái sái mặt đó là trên cái đầu đó anh chị ơi. Bò Pháp thì ít ai tính sái ha, chỉ bò xin là tính sái, bò Pháp ít tính anh chị. Đẻ con ra thấy chín hết anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mẹ một con alo giùm em ha. Con bò này nó lên giống rồi anh chị. Mà lên hơi yếu quá, bỏ không được anh chị. Giờ chờ nước sau anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trò bò trung giúp em anh chị. Mẹ một con nghe được giá 20 triệu. Giá 20 triệu anh chị. Đây. Giá 20 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài alo giùm em. Đây. Hơi bị nghẹt mũi đó, hơi hít hít tí anh chị. Đây. Đó, giá chỉ 20 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mà xích mẹ một con mà nghe được mà mẹ Pháp á, alo giùm em ha. Giá chỉ 20 triệu, dính được kem F2 cực kỳ to anh chị. Con giờ mình em đánh cái giá thịt giá con nghé này ra cũng tầm bán được 9 triệu anh chị ơi. Thì nói chung là bán cái giá tầm chung chung vậy cho anh chị mình nuôi ha. Đây. Đó, con còn này cũng ok lắm anh chị. Đó, giá chỉ 20 triệu. Tùy theo mỗi con bò em bán ha anh chị. Đó, cô chú anh chị nào mà thích hợp á thì cứ nhắc máy lên liên hệ trực tiếp giùm trò bò trung giúp em anh chị. Em đang có chuyến xe về các tỉnh anh chị. Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Em đang có chuyến xe hướng trên là Cây Lậy Tiền Giang ha anh chị. Cây Lậy Tiền Giang, Bến Tre ha anh chị, Chợ Gạo, Củ Chi, Tây Ninh, Bình Dương anh chị, Bình Phước anh chị. Em đang có chiếc xe về Đồng Nai ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, cứ liên hệ trực tiếp giùm em ha, để cho em ghép xe đi cho anh chị ha. Đây, mẹ một con nghe được giá tại chuồng em là 20 triệu mã số 8. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Đây. Tại vì con sao 20 triệu mà con kia mã số 7 bán 19 triệu rưỡi là tùy theo con ha anh chị. Tại vì con mẹ con có con ngoài nó ốm hơn con kia anh chị. Nó dẻo bò hơn. Cái con kia là nói chung là các em coi thịt chứ con nghé là bán mê là không mà đủ tiền luôn anh chị. Tùy theo mỗi cái con bò em bán anh chị. Nói chung là em bán này là tầm tầm như đá thịt với bò nuôi không anh chị. Nó ngang ngang với nhau anh chị. Đây, cô chú anh chị nào có nhu cầu bắt á cứ liên hệ trực tiếp tìm ra bò trung giúp em anh chị. Mẹ một con mã số 8 giá 20 triệu mé đực anh chị. Tục mã số 9 anh chị. Anh chị nào có nhu cầu bắt bò độ liên hệ trực tiếp giùm em anh chị. Cái con bò này em đo ước lượng được là chiều cao nó là yếu đến 3 bò anh chị, bò mới đẻ lứa đầu anh chị. Kính nghe được ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha anh chị. Lâu lâu mới được con bò độ bự con to đùng gì anh chị. Yếu mít 3 bò ha. Kính nghe được ha. Dòng 2 thì nó ra lông nó hơi gòn ha anh chị. Sau nó sẽ rụng ha. Anh chị nào nuôi bò xiết ha. Xương sóc đứng thẳng gẳng còn rất là mập bò, con nghé rất là đẹp ha anh chị. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm trò bò hành trung giùm em ha anh chị. Mẹ một con này giá tại chuồng của em là 28 triệu anh chị ơi. Nó to như là con hà mã ha anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Con mẹ rất là đẹp anh chị. Ở trong hình em quay cái chỉnh chế độ mà nó tối tối vậy cho anh nhìn chị nhìn ra cái con bò như thế nào anh chị. Đây, giờ em chỉnh tí độ nó sáng sáng cho anh chị xem con bò nó to nè anh chị. Cái màu ngoài nó bóng lắm anh chị. Con mẹ rất là bóng ha. Con nó to nè anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mà xài con bò độ giá tầm 28 triệu dính nghe được alo trực tiếp cho em ha. Con thì nó tầm khoảng tháng hơn anh chị ơi. Mà con nghe quá rồi, quá quýp luôn anh chị. Bự anh chị thấy hết hồn con bò anh chị. Đây, em lại gần cho anh chị xem ha. Đây, khủng khiếp luôn ha. Con bò này nó mờ con dữ dằn luôn ha anh chị. Đó, em bắt được cái giá nó nới nè anh chị. Anh chị nào thích chơi bò độ alo trực tiếp giùm ha. Anh chị xem con nghé con anh chị pin lực anh chị. Cái lông gòn ha anh chị. Đây, anh chị nào nuôi bò thì biết ha. Xương sóc đứng thẳng gẳng ok anh chị, xương to ha, đòn dài ha anh chị. Đây, mẹ một con này giá tại chuồng của em là 28 triệu anh chị ơi. Anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trò bò trung giúp em ha anh chị. Đây. Con bò cực kỳ to không anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt á, alo giùm em ha anh chị. Bò này lâu lâu sâu lượt một mẹ con mà nghe tơ, mẹ tơ mà có dính con nghe đực gì ha anh chị. Giá chỉ 28 triệu anh chị ơi. Giá
28 triệu. Con này là kêu con pháp trụ hay kêu con siêu thì cũng được hả anh chị. Này giống như con siêu vậy đó. Đuôi lết phết lòng thòng hả anh chị. Đây, xương sóc đứng thẳng gẳng dính nghe được F2 hả anh chị. Nghe kem F2 ha. Lông gòn còn thè lè hả anh chị. Đây dàn mặt đó anh chị, mặt này xái mặt xái lưng đều chín hết anh chị ơi. Con bò này cái đầu như cái thùng bê vậy anh chị. Nó cực kỳ to ha. Để em review con bò này kỹ cho anh chị nào có nhu cầu bắt gì mình nuôi mà đồng tiền lớn á. Mình nên chú ý về những cái cặp bò vậy hả anh chị. Còn anh chị mà không đủ vốn bắt cái tập bò nhỏ nhỏ thì mình coi mấy cặp trước của em hả anh chị. Đây. Đây quá VIP anh chị ơi. Anh chị thấy không? Em review con bò này rất là kỹ luôn cho anh chị ha. Em quay từ cái mặt cái đít cái khu con chim đó cho anh chị coi ha. Đây. Bò này rất là to ha. Anh chị nào thích chơi bò độ thì đồng tiền mà lớn á, đầu tư có mẹ con này cho em hả anh chị. Bò này là nói chung là cái giá em đưa ra thôi chứ nó thật sự là con bò này không có cái khuyết điểm nào hả anh chị. Con thì bắt buộc là F2 thì phải lông gòn hả anh chị. Sau này nó rụng giống như con mẹ đó anh chị ơi. Con bò rất là to, con bò này chiều cao là yếu 1m3 trên 1m2 anh chị. Rất là to bò. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mã số 9 liên hệ trực tiếp giùm em ha. Cũng cảm ơn thời gian qua anh chị tin tưởng tại em rất là nhiều anh chị. Đây, em đều bán hết bò anh chị. Em đăng lô bò nào là em đều bán hết anh chị. Đây, cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt bò số lượng lớn alo trực tiếp giùm em ha. Xe em là ghép xe đi liên tục ha anh chị. Đây bây giờ còn ông chú bắt bò bù đốp đây. Cái cặp này là bù đốp này anh chị. Hai cái cặp mà 21 triệu tới nay là em chưa ghép được nè. Em đang cứ chuyến xe gì đó, anh chị nào có chuyến xe gì đó có nhu cầu bắt bò alo em ha. Còn bao nhiêu bò là em đăng gì bán hết anh chị. Cảm ơn thì ăn qua anh chị rất là nhiều tin tưởng trại em ha anh chị. Em đều bán hết, bao nhiêu đăng là đều bán hết. Này, anh thị sẽ tán thành con bò không anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo giùm em ha. Anh thấy cái con nè, cực kỳ biên lực. Giá chỉ 28 triệu anh chị. Rồi. 10 anh chị, còn sóc mỏ số 10 ha. À, một cặp 3B cái anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu mà dỗ liên hệ trực tiếp giùm em ha. Đây. Rất là đẹp hả anh chị. Đây, hai con này là chiều cao là tầm 1m1 bò hả anh chị. Nó hơn tí anh chị, tính 1m1 ha. Hai con này nói chung là rất là ok, giá tầm trung hả anh chị. Cô chú anh chị nào mà có thích mà nuôi dỗ nuôi để nái sinh sản đều được hết anh chị. Giá này giá yêu thương anh chị. Cặp bò này giá tại trường của em là 17 triệu anh chị ơi. Giá 17 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh tay bắt alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị. Bò này nói chung là lỡ bò hết anh chị ơi. Bò lò luôn tầm khoảng 8 tháng bò hết. Cái anh chị xương sóc đứng thẳng gẳng ha. Cái con trước này nó nhỏ hơn con sau một tí anh chị. Em quay bò là cái con trước nó nhỏ hơn sau một tí cho nó đều bò. Đó. Đây, bắt đầu bò ha. Giá 17 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha. Cặp cái 3B anh chị. Dẻo bò, nói chung là dẻo cũng vừa chứ không phải là ốm nhách như Maya anh chị. Đây. Rất ok ha. Đó, giá 17 triệu. Bò này chiều cao là trên 1m1 bò ha. Đó. Rất là đẹp bò anh chị. Xương sóc đứng thẳng gẳng. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em ha. Anh chị nuôi mập thịt bán dỗ này kia cũng được anh chị. Bò này là nói chung là không có đường nào để lỗ nữa hết anh chị. Anh chị nghĩ đây, con bò này chưa đầy được 9 triệu con nữa, đường nào anh chị nuôi là lỗ được anh chị. Anh chị nuôi mập lên chị bán cũng lời anh chị. Nói chung mà một nghe cái nó thiếu nghe cái thôi chứ. Con đực mà giá này mình mua cũng đâu nổi đâu. Nó quá mềm luôn anh chị. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt mà cái mà tơ cái nghé này cứ quan tâm tìm cái cặp bò vải số 10 giùm em ha anh chị. Giá tại chuồng của em là 17 triệu anh chị ơi. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Đây. Rất là đẹp ha. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài mẫu mà cái tơ mà sạch sạch thì cứ alo giùm em ha. Tết mình làm đám tiệc hay là mình nuôi là làm nói chung là làm sinh nhật hay là làm tích niên hay là này kia mình nuôi bậy bậy nó mình cũng có lời anh chị. Hai ba cái nhà là mình nhập lại rồi mình đập con là mình là ok anh chị. Đó. Cặp bò này giá tại chuồng em là 17 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm trại bò Thành Trung giúp em anh chị ơi. Đây. Rất là sạch ha anh chị. Rất là to bò ha. Con sau là trên 1m1 luôn anh chị. Con trước thì nó bông màu mẹ một tí. Giá cặp bò này giá tại chuồng của em là 17 triệu. Cô chú anh chị nào mà có nhu cầu bắt alo trực tiếp giùm em ha.